Xin kính chào tất cả anh em, mình là Hinh. Như giới thiệu phần 1 của video là sơ lược qua về các kỳ bán hội tây nhanh trước đây nói chung, cũng như server thần hổ, một trong những server tiếng tăm nhất của Võ Lâm 2 nói riêng. Và để tiếp tục chương trình phần 2 thì tôi xin kể tiếp cho anh em phần còn lại với tiêu đề chính, đó là góc khuất thế lực ba phe, kẻ phản bội, Vinagame sử ép, thiên vị, kẻ phản bội búc đêm là những gì mà tôi nghe thấy được. Và đương nhiên rằng đây cũng là nội dung được một bạn gửi đến cho tôi và tôi xin tường thuật lại với anh em. Một, khi mà trận đấu được bắt đầu, lợi thế mặt trận điểm số đang nghiêng về phía thần hồ, họ được tập trung gần như toàn bộ đội hình ở trên pháo và đang thủ pháo thì bất ngờ lắc pháo đài và trận đấu bị hủy, bắt đánh lại. Hai, sau khi mà trận đấu bị hủy và đánh lại trận mới thì năm độc soái Hồ Nhất Đao nổi tiếng về khả năng một mình cân pháo đài thì anh bảo với đồng đội rằng phá pháo rất lâu và cảm giác như bị phích máu hay là phích đêm. Anh mất gấp đôi thời gian để phá pháo mặc dù sở hữu dàn hủy sinh được 35% và có sự góp sức thêm của 1-2 năm độc khác cũng đang phá phụ, nhưng cảm giác rất chậm và lâu, lượng đêm của những người khác sút cũng yếu hẳn. Nếu mọi người theo dõi Võ Lâm 2 đã lâu thì sẽ biết Thiếu Lâm Quyền ép bổ trước bang hội tinh anh 14 là một chân sút khủng khiếp, nhưng khi vào bang hội tinh anh thì anh đột nhiên trở thành trò hề của đối thủ vì anh sút không chết được ai. Mãi sau mới lộ ra tin bức phòng thủ từ hiệu bang, không biết thực hư như thế nào nhưng chuyện ép bổ bị biến thành trò hề khi sút không chết ai là có thật. 3. Kẻ phản bội Tà La Bí Đao là hai năm độc thương ưng tướng, là một nhân viên của Vinagame và cũng là một thành viên của thần hổ, nhưng sau khi đòi hỏi vô lý muốn kiếm được nhiều tiền hơn từ phần thưởng của bang hội tinh anh nên anh ta âm thầm quay lại chơi thần hổ. Mình sẽ nói rõ hơn, thần hổ là một team cực kỳ đoàn kết và những phần thưởng bang hội tinh anh họ đều bán lại cho thành viên trong team chứ không bán ra ngoài để họ có trang bị đánh tiếp mùa sau. Nhưng ở bang hội tinh anh lần 8, Mr. Diana đã mua lại cặp ngọc huy hoàng vinh dự 8% và bao tay trừ 15% đội 86 với giá là 40 triệu cả hai. Nhưng thành viên này có mối khác bên ngoài nên bán được giá cao hơn một chút nên đã giành mua với Mr. DNA. Nhưng sau khi mà lộ ra thông tin anh ta mua xong bán lại tem khác với giá cao hơn nên hội đồng của thần hổ, anh em ở trong thần hổ quyết định để lại cho Mr. DNA. Đương nhiên mất một món hời nên anh ta khá là tay cú. Vì là một nhân viên trong Vinagame nên anh ta biết trước các sự kiện ra mắt và chuyện bắt đầu từ đây. Như các bạn đã biết thì các sự kiện của Vinagame, những người đầu tiên tham gia rất luôn may mắn để thu hút được những người khác tham gia bỏ tiền ra để hiến máu, và hẳn ta đã lợi dụng báo ra cho người khác để chuẩn bị một lượng xu khủng khiếp đào ra liên tục trong 15 phút đầu, và hàng loạt các vũ khí bỏ qua phòng ngự 25%, bỏ qua phòng ngự 25% và đẳng cấp nhất duy nhất đó là cây bỏ qua phòng ngự 30% của Thiếu Lâm Quyền Zermit khi cầm tham gia bang hội tinh anh lần 9. Cái này thì ai cũng biết rồi mà mình không cần phải nói nhiều. Sau khi biết tin quý tị đào ra vũ khí bỏ qua phòng ngự, thần hồ cũng đã chi tiền để đào ra dương riêng một mình cho Mr. Diana đã là 15 triệu, nhưng kết quả thu về là toàn thất vọng. Tào La Bí Đao đã mượn lại những cây vũ khí bỏ qua phòng ngự mà anh đã chỉ cho những người khác gom xu đào để đưa 6 cây nguyên tử về cho Thằng Long mượn đi bang hội tinh anh, và cây bỏ qua phòng ngự 30% duy nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ 2 đã được trao cho Zermit. Anh ta cũng tham gia trực tiếp vào đội hình của Tàng Long bằng một tinh anh lần 9, và với đội hình di chuyển cách thi đấu của thần hồ thì anh cũng đã quá rõ rồi nên cũng là một lợi thế cho Tàng Long, chứ chưa nói đến là sở hữu 6 cây bỏ qua phòng ngự. Kết quả năm đó Tàng Long vô địch siêu cấp và vô địch siêu cúp. 4. Vinagame không hỗ trợ ớt cao chuyển mid server. Thần hồ mùa giải 9 bị mất một cổ sư và một Nga Minh Kiếm trong đội hình khi Mr. Kotech thì Lâm Quyền quá nổi tiếng rồi di chuyển từ server khác về thần hồ đoàn tụ của anh em để báo danh ba hội tinh anh, thì chỉ một trong ba ác Kotech đẫm ký về được, hai ớt cao còn lại phải nhờ Vinagame hỗ trợ chuyển server nhưng họ từ chối và đách thèm quan tâm. Mình xin lý giải cho anh em là ở các giải đấu ba hội tinh anh nếu xảy ra các trường hợp mid chuyển server hay trục trặc công trạng vân vân thì có thể liên hệ với ban điều hành của Vinagame để nhờ giúp đỡ để tạo điều kiện tốt nhất trong toàn bang hội thi đấu. Nên việc từ chối hỗ trợ chuyển server cho Nga Minh Kiếm một cuộc sư của Mr. Kotech là một điều gì đó hoàn toàn kỳ lạ đến mức không thể tin được, chứ chưa nói là Mr. Kotech là tài khoản VIP của Võ Lâm Truyền Kỳ 2. 5. Búc đêm hay bị phích đêm ẩn. Khả năng phá pháo của Hồ Nhất Đao và xuyên chỉ hoa không thể tối ưu quá hiệu quả, phá rất lâu và chậm. Lượng đêm của dàn Thiếu Lâm Quyền, Mr. Diana, Atula và Kotech cũng không còn khủng, mặc dù toàn sướng mẫu 7 ô huy hoàng vinh dự 78%, bao tay khủng, nhưng họ mất đi khả năng dứt điểm họ từng có. Còn về phía Zermit của Thằng Long, mặc dù sở hữu những cây bỏ qua phòng ngự 25% và 30%, nhưng với lượng đêm của họ đối với các thành viên của thần hổ là hư cấu, làm sao có chuyện đá chết Hồ Nhất Đao trong một turn vát, chứ đừng nói đến Zermit
Đừng ai bảo là The Mid BK hay nhá. The Mid BK cũng bình thường thôi, chẳng qua sở hữu trang bị khủng, đội hình mạnh nên vậy nhá. Nhiều người nghĩ rằng bao tay bỏ qua phòng ngự 30% này thực sự khủng, có khả năng là ba vác bay sát. Nhưng nhìn cho kỹ thì ngoại trừ The Mid thì không ai có khả năng cầm bao tay đó sút được như vậy. Sau khi chuyển nhượng cho Bombit thì ớt cao gì nổi bật về khả năng gánh tem hay sút đẳng cấp, ngoại trừ Mark cầm bao tay bỏ qua phòng ngự 30, mãi sau khi rơi vào tay ngự miêu 7777 của tem Sylax thì mới khác bọt. Nhưng khi đó ngự miêu BK hay nhất nhì võ lâm 2, sở hữu trang bị cũng là hàng khủng nhất nên không có gì là lạ. Và từ khi ngự miêu nghỉ thì bao tay rơi vào hàng chục chủ nhân mới, nhưng nó mãi mãi rơi vào lãng quên vì nó không sút được chết ai nữa. Quay trở lại vấn đề về đêm, rất nhiều người nghĩ rằng đó là The Mid có book đêm hay không. Anh em tham gia game lâu thì sẽ biết ba thiên long quyền Bình Bia, G9 sói buồn và Tuấn Kana từng khá nổi tiếng về khả năng BK cũng như là lượng đêm khủng. Nhưng mấy ai biết về họ book đêm. G9 sói buồn thì bị Vinagame vác 15 ngày, Bình Bia thì Vinagame bó tay, nhưng nó sút thì cứ phải nói là 2-3 vác một thằng bất kể tương xoáy. Còn Tuấn Kana biệt danh Thiên Ba Sưng, Thiên Ba Sưng 2 thì ai dám sưng 1, anh có khả năng BK rất tốt, trang bị khủng cùng với khả năng đại tu một phát chết luôn. Nhưng anh chưa từng tham gia một giải đấu nào, trong khi độ khủng của anh thì chẳng ai dám sánh ngang. Với những trường hợp trên thì không lạ nếu The Mid được book đêm. Mặc dù chuyện đã trải qua hơn 6 năm, nhưng nhiều thành viên của Thần Hổ chắc chắn họ khó có thể quên được trận đấu năm đó. Nhưng rồi những kẻ phản bội họ chơi xấu họ, cũng như đã nhận được những kết cục thỏa đáng. Kẻ phản bội sau 3 ngụy tinh anh 9 muốn ăn chia trên đầu người khác, nhưng bang chủ của Tàng Long muốn chia đều cho anh em nên ăn lục đục nội bộ và chia rẽ thành hai phe. Sau 3 ngụy tinh anh lần 9, Tàng Long tan rã bởi sự tham lam của kẻ phản bội. 3 ngụy tinh anh 10, Tàng Long thua tan nát và bang chính thức dẹp bỏ sau khi kiên biết nhường lại chức vị bang chủ cho Tranh Bách. Nhưng mọi thứ không như ý. Về phần kẻ phản bội từng là một dân chơi, một chủ tiệm nét, một chủ tem lớn của Sài Gòn, nhưng rồi kết cuộc nghỉ game phải sống từng ngày bị gần như là toàn bộ các thành viên ở trong miền Nam ghét. Tôi nghe nói được một câu của thành viên Thân Hồ bảo mày nhìn bọn anh đi, những người nó quay lưng lại với cậu con, nhà cửa đầy đủ, còn nó thì ha ha ha, ai cũng biết ra sao. Vâng, đó là toàn bộ câu chuyện mà được một bạn, mình xin phép được giấu tên và giấu thông tin của bạn ấy, đã gửi qua cho mình để tường thuật lại, có thể coi là một phần của lịch sử Võ Lâm Truyền Kỳ 2, hay cũng như là có thể nói là một vết sơ lịch sử Võ Lâm Truyền Kỳ 2 ở kỳ ba hội tinh anh lần 9. Và đây, đó là thông tin của bạn ấy gửi cho mình, chứ không phải là thông tin của mình bịa ra hay là để làm gì câu like, câu view cho anh em cả. Do vậy, anh em nếu có ý kiến hay comment gì, hay comment nghe ở phía bên dưới để mình có thể biết được ý kiến của anh em về kỳ bạc hội tinh anh lần đó. Và chắc chắn rằng có rất nhiều anh em đã tham gia, những anh em đang xem video của mình, có rất nhiều anh em nằm trong tem của Thần Hổ và đã tham gia kỳ bạc hội tinh anh lần đó. Rồi, clip của mình dừng lại tới đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi và lắng nghe. Chúc anh em một buổi trưa vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.